Xin chào quý khách hàng đã đến với kênh Địa ốc FT Home. Video hôm nay Mai muốn nhấn mạnh lại là các sản phẩm bên Mai đang có rất đa dạng. Hiện tại bên Mai đang có các dòng như là nhà phố, biệt thự, shop house cũng như là đất nền nằm trong phân khúc phát triển xung quanh trục đường Đinh Đức Thiện. Như quý khách hàng cũng đã biết thì Đinh Đức Thiện đang là một nơi phát triển sầm uất về lĩnh vực bất động sản, và Mai đang đi theo hướng quốc lộ 1 rẽ vào đường trục đường Đinh Đức Thiện. Và Mai muốn cho quý khách hàng xem là tại sao Mai lại nói Đinh Đức Thiện là nơi phát triển sầm uất về lĩnh vực bất động sản nha. Thì khi đi vào trục đường Đinh Đức Thiện thì chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là một điểm nhấn là đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là một trục đường đang được xây dựng và rất nổi tiếng. Và đi chỉ vài trăm mét nữa thôi, cách đường cao tốc Bến Lức Long Thành chính là một khu đô thị 5 sao 1 đang được phát triển rất là mạnh trên trục đường Đinh Đức Thiện luôn. Và cách chỉ vài trăm mét nữa thì chính là khu đô thị 5 sao 2 cũng đang được xây dựng và phát triển. Chưa dừng lại ở đó thì đường Đinh Đức Thiện còn được phát triển và có một điểm nhấn nữa chính là khu công nghiệp Cầu Tràm. Thì khu công nghiệp Cầu Tràm này với quy mô rất lớn thu hút rất nhiều dân cư và người dân đến đây sinh sống. Đối diện khu công nghiệp Cầu Tràm chính là chợ Trung Thành. Thì sản phẩm hôm nay Mai muốn review cho quý khách hàng nằm trong chợ Trung Thành này đây. Và sản phẩm mà Mai review là một sản phẩm đất nền thổ cư nằm trước mặt tiền đường 6m, nằm trong khu biệt thự villa sang trọng, cách trục đường Đinh Đức Thiện khoảng 2 phút đi xe và cách chợ Bình Chánh 5 phút, dễ dàng di chuyển lên Bình Tân chỉ chưa tới 30 phút. Đây là vị trí của đất cũng như là từng lô đất của bên Mai. Hiện tại đất bên Mai chỉ còn lại 4 lô với diện tích 4x20, đối diện là một dãy trọ và dãy nhà phố đông đúc, rất thuận tiện cho quý khách hàng xây nhà, ở và kết hợp buôn bán thêm. Và chẳng những như vậy còn giúp cho các nhà đầu tư sinh lời 100 triệu trong vòng 1 tháng với mức giá bán ra là chỉ có 1 tỷ 300 triệu một lô. Thì Mai nghĩ là phù hợp cho cả khách hàng mua để ở và khách hàng mua để đầu tư luôn ạ. Và đặc biệt là Mai muốn nhấn mạnh thêm cho khách hàng mua để ở, thì bên Mai sẽ hỗ trợ cho khách hàng nào có nhu cầu muốn xây dựng nhà thì bên Mai sẽ tư vấn và thiết kế cho quý khách hàng luôn nha. Một combo 3 việc đúng không khách hàng, nên quý khách hàng hãy nhanh tay và gọi điện liên hệ số hotline 0949698172 để Mai dẫn quý khách hàng đi xem đất và cũng như là tư vấn thêm về nhiều thông tin cho quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Nếu thấy video hay hãy để lại một like và một subscribe cho kênh Sàn Điện ốc FT Home nha. Xin chào và hẹn gặp lại.